Xin chào anh em quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với cái kênh mua bán xe của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một em siêu lướt với thương hiệu của nó là Suzuki Super Carry Pro thế hệ mới của cái dòng xe Suzuki, với tải trọng của nó là khoảng 700 kg, phiên bản thùng kính đời 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phiên bản thùng kính lớp trong lớp ngoài, nóc sàn nóc nha các bạn. Và chiếc xe rất là đẹp luôn, một chiếc xe siêu lướt luôn, mới đi được có 6.000 km thôi. Thì bên mình đang rao bán cho anh em quý khách hàng cùng các bạn là 270 triệu, có thương lượng chút ít cho anh em quý khách hàng về là mang cho nó may mắn nha. Nói chung là chút ít thôi, tại xe thâu vô nó cũng giá cao lắm, anh em quý khách hàng không cảm. Nói chung là bớt vài triệu cho anh em về may mắn thôi, còn xe thì nó như xe mới thôi. Nếu anh em thích thì không cần phải lớn xem xe, bên mình có thể là chuyển chuyển tiền đặt cọc xe, hoặc là có thể chạy xuống trồng tiền lấy xe về, tại vì xe thật sự là nó không có gì mà gọi là như xe mới luôn. Nói chung là như một cái xe mới 2020 luôn, tại vì chủ cũ đi cũng rất ít, thùng rất là đẹp luôn. Đây là cái thùng kính mà lớp ngoài nóc nè, lớp trong nó cũng là nóc, lớp sàn nóc. Nói chung một cái chiếc xe màu trắng Suzuki 700 kg, thùng nó dài là 2m7, chiều ngang là 1m72, và chiều cao của nó là 1m780. Nói chung là một chiếc xe với chiều dài khá khủng, 2m7 đó, với cái xe tay nhỏ mà chiều dài thùng là 2m7, rất là tuyệt vời. Với cái chiều dài của cái thùng và chiều ngang thì cũng là 1m720, chiều cao là 1m780, rất là dài và rất là cao và rất là rộng so với cái phiên bản mà phía trước của cái dòng Suzuki Super Carry, mà cái đầu búa thì thay cái đầu này thì nó to hơn, không gian thùng rộng hơn, tải trọng nhiều hơn 700 kg, và được cái là đầu cabin nó rộng thoải mái hơn, to hơn. Thì một chiếc xe này anh em chở được nhiều hàng hơn nhưng mà vẫn nhỏ gọn, để mình chở nhiều những con đường hẻm hóc vô thành phố rất là ok, rất là tuyệt vời. Anh em thấy không, lớp lớp trong của nó là lớp inox này, inox 304 luôn, sàn của nó là inox 304 dập sóng luôn đó. Nói chung là một chiếc xe mà thùng inox rất là đẹp, rất là bền xịn sò như thế này. Thì với cái thùng mà nếu mà inox như thế này nó rất là cao giá, thì anh em mua xe cũ này thì nó sẽ đỡ hơn cho anh em về cái phần tiền, cũng khoảng nếu mà con xe này mua mới thì đâu rơi đâu đó khoảng đâu 300, gần 350, thì mua đây có 270 tiết kiệm cho anh em mình có 100 triệu, thì mình rất là tuyệt vời. Với cái dòng xe lướt chẳng khác gì xe mới, nó có camera lùi luôn nè, độn nhíp đã được độn lên một lá nè đó, và có camera lùi, camera hành trình luôn trước sau. Nói chung là rất là nhiều đồ chơi cho cái xe này. Thì mình cảm thấy với mức giá 270 và nhiều đồ chơi như vậy thì anh em cảm thấy rất là giá rất là ok và rất là tuyệt vời để anh em đầu tư kinh doanh. Với cái dòng xe này được giảm cho anh em một mớ tiền rất là nhiều. Nếu anh em thích thì cứ liên hệ trực tiếp với mình lên số điện thoại 0937 965 342 để bên mình có trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Ghế hai chỗ ngồi, hai chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng. Với cái ghế mà phiên bản này thì nó được điều chỉnh lên xuống được. Nói chung là cái dòng xe này thì nó nhiều cải tiến lắm, cần số nằm trên cái tablo luôn, anh em có thể tiện đi qua lại, với tiện đi qua lại giữa hai chỗ lơ và lái luôn. Đây 6.000 km đi rất là ít, rất là tuyệt vời. Nói chung là một chiếc xe mình cảm thấy rất là tuyệt vời đó, như xe mới luôn, 2019 mới lan can luôn. Khách hàng cũ đi mới được có vài chuyến thôi, dịch bệnh nhiều khi xe cộ nó cũng rất là khó khăn. Nếu anh em thích cái dòng xe này cứ đến ngay gặp mình để chốt và hốt em nó về để mình kinh doanh, không khác gì xe mới, xe siêu lướt như thế này 2019, thùng dài 2m7, 700 kg, 270 triệu đó, rất là tuyệt vời, hồi hát rất là đẹp. Chung xe này đi được vài cú thôi nên chẳng khác gì xe mới, rất là đẹp luôn, rất là ok, rất là tuyệt vời. Máy móc của nó này, máy thì máy xăng 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng dưa đó. Một cái tiếng máy thì cũng còn rất là êm, tại vì xe rất là mới luôn, mới can sơ bạc luôn đó nè. Với dung tích của nó là 1.482, là 1,5 lít, công suất là 71 kW, chạy bồn cua 5.600. Máy xăng rất là êm, rất là mượt đó. Một cái xe với cái khối động cơ rất là mạnh như vậy là cũng rất là ok, rất là ổn.
Nhưng mà em thích cái dòng xe này, cứ hỏi trực tiếp với mình. Vì cái dòng xe siêu lướt này lâu lâu về được một hai chiếc thôi, nên em tranh thủ gọi ngay cho mình để hốt em nó về, tiết kiệm cho anh em gần cái 100 triệu luôn. Đó. Thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời với cái dòng xe siêu lướt như thế này. Nếu em thích cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937965342 nha. Đó, anh em thấy form dáng thiết kế đồ rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Thùng siêu dài 2,7 m nè. Đó, tại 700 kg, đời 2019, 270 triệu. Rất là đẹp, nước sơn màu trắng, xe còn đăng kiểm nè. Đó, đăng kiểm còn tới tháng 4 2022. Đó, mình cảm thấy rất là tuyệt vời với cái dòng xe siêu lướt như thế này. Nếu anh em thích cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình. Với cái giá 270 bên mình có thể bao rút hồ sơ cho anh em nhé. Còn thương lượng thì bên mình sẽ bớt một tí xíu thôi. Nói chung là anh em cứ đến đây trải nghiệm và tham quan cái dòng xe này và cùng nhau mình thương lượng cái phần giá cả một tí xíu và rin em nó về để chạy hàng hóa, tiết kiệm một mớ tiền cho anh em một cái xe siêu lướt siêu đẹp. Cảm ơn anh em quý khách hàng đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại.